chào thầy Dương Trung Hiếu và các bạn trong group. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Khắc Lâm, mình sinh năm 1982, năm nay là mình 36 tuổi, hiện tại mình đang sống tại và làm việc tại thành phố Nam Định. Mình là một nhân viên văn phòng, nhân viên của một hãng viễn thông là Vinaphone. Kênh YouTube, nhưng mà kênh đó đã bị chết kênh từ cách đây khoảng một tháng rồi. Mình mới xem clip của thầy Dương Trung Hiếu được 6-7 tháng rồi đấy. Thì thực sự ra là mình có cái động lực sau những cái lời mà chia sẻ tận tình của thầy, và mình cũng giống như mọi người rất khát khao được tự do tài chính và khát khao có một cái công việc, một cái đam mê mới để thay cho công việc thực sự bây giờ. Công việc của mình là những việc phòng, công việc mà rất là nhàm chán, mình cảm thấy là rất nhàm chán. Đây là tâm sự thật mọi người. Mình cảm thấy cái công việc mà cứ hàng ngày đi từ 6-7 giờ sáng đến 6-7 giờ tối, đủ 3 tiếng về nhà, xong rồi ăn cơm, uống nước, tắm rửa, xong rồi ngày mai lại tiếp tục cái công việc đấy, mình cảm thấy rất là nhàm chán. Thì cũng tình cờ trong một lần thì mình cũng biết YouTube cũng khá lâu rồi, và mình cũng đã lên mạng tham khảo tất cả những người những YouTuber rồi những người nổi tiếng trên mạng cách làm họ, nhưng mà thực sự là mình thất bại. Làm rất nhiều kênh thất bại vì các bạn không có kiến thức, không có kỹ năng, với lại mình cảm thấy là mình học quá nhiều người ấy, nên là cái kiến thức nó đâm nó trở thành những cái lan man, nó không thành một cái hệ thống mà mình, tức là mình học quá nhiều người cũng không biết đi những bước đi đầu tiên như nào, không định hướng được, chung là không định hướng được. Thì tình cờ một lần lên trên mạng cách đây 6-7 tháng đấy, thì mình có xem clip thầy Dương Trung Hiếu, và từ hồi đó đến bây giờ mình theo dõi cái nhóm của thầy với lại những cái clip thầy đang lên, cái clip nào thầy đang lên là mình cũng xem lại hết. Là mình từ đó mình tập thành là YouTube, mình cũng có một cái kênh YouTube, nhưng mà kênh đó là kênh giá chứ không phải kênh content. Mình cũng có thu nhập nhưng mà cũng đúng như thầy nói thì đấy nó cũng chỉ là sổ thôi, và mình cũng vừa mất kênh đây một tháng, mình bị phải đánh ba gậy về vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Thì thực sự ra thì mình thấy đây là nhận xét thật. Mình thấy thầy Dương Trung Hiếu là một thầy giáo, là một người lái đò rất là tận tâm, có tâm, nó có tâm không phải không có tâm. Tức là mình thấy là khi mà thầy chia sẻ, có rất nhiều người vào để nói này nói kia, rồi nói thầy là nhảm rồi mọi thứ. Thật ra là mình mà như thầy chắc là mình cũng không chịu được, mình sẽ không bao giờ chia sẻ nữa. Cái tính mình là tính, nhưng mà khi mình xem cái sự nhận diện của thầy thì mình cũng học được thầy, thật sự là mình học được thầy rất nhiều. Cái tính nhận diện, cái tính mà coi như là việc mình cứ làm, mình chia sẻ đâu ai hiểu thì không hiểu thôi, ai nói gì mình cứ làm, sau này mọi người sẽ hiểu. Và đúng như thầy nói là khi mà em làm kênh giáp thì khi mà thầy nói là ăn sổ thì em tin, có doanh thu rất tốt luôn. Em cũng nghĩ là giáp nhìn cái chiếc này thì sẽ bền cái gì cả, nhưng mà sau khi mà thầy nói đúng như thầy là nói là nó chỉ được một thời gian, và sau này YouTube sẽ khó khăn hơn, thắt chặt với chính sách hơn, và mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Và thực sự là đúng như thầy nói, đúng như thầy nói là sau này em đã bị mất kênh, và tất cả những kênh GF, những người em quen biết cũng là GF, tất cả những kênh GF đều lần lượt là lên đường hết. Thì
Ở đây thì đây cũng là lời giới thiệu của em, và cũng là cái lời giới thiệu và cũng là cái tâm sự, thì khi tình cờ là có duyên xem được tất cả cái clip thầy, và vừa rồi thì có cái lần xem duyên vào nhóm group Facebook, em cũng đã được thầy và ban quản trị nhóm cho em vào, và hôm nay thì nghe thấy thông tin mọi người thầy có ra làm thầy người làm cái video clip giới thiệu bản thân, thì em làm một cái clip để giới thiệu của bản thân cũng là tâm sự thật với thầy, thì mong thầy định hướng cho em, định hướng cách làm, định hướng cho em cái đường, nói chung là gọi là cầm tay chỉ việc, định hướng cho em cái con đường tự do tài chính, con đường dẫn tới tự do tài chính. Em muốn khi mà vào nhóm thầy sẽ duyệt một nhóm và làm một nhóm ở đấy phù hợp em nhất. Em cũng đang dự tính làm một kênh về vlog, cũng chưa biết là làm từ đâu, tức là chưa biết là như thế nào, làm từ đâu, mà cần những cái gì, phần mềm gì, dụng cụ gì, bắt đầu làm từ đâu, mà làm sao để kéo được lượng sub, lượng subscribe, lượng like và view. Và em cũng muốn làm một kênh gì về review game, bình luận game, và tất cả những kênh này có thể kết hợp với affiliate. Em thấy một số người đi trước đã làm về affiliate và kết hợp với YouTube rất là thành công, thì mong thầy định hướng cho em. Hiện tại là em không còn kênh YouTube nào nữa, thì em thầy định hướng cho em, thì em coi như là em làm lại từ đầu. Thì ở đây thì cũng mong thầy Dương Trung Hiếu và ban quản trị của group giúp đỡ em, giúp đỡ em cầm tay chỉ việc và định hướng cho em con đường đi, để em sớm có để đạt được cái mục đích của em tự do tài chính. Rất cảm ơn thầy và chào thầy. Chúc thầy Dương Trung Hiếu và các anh chị trong group thật nhiều sức khỏe và may mắn. Xin chào thầy.